phim gì không, tao vẫn bình thường mà. À mà, ừ, con quên. Chú mày trả 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 nợ đi. 1 triệu hôm qua trả có tiền chưa? Trả đi. Thì tao cũng thông báo mày là chú hôm qua tao không trả đâu. Cái gì cơ? Cái gì cơ? Chú hôm qua tao không trả đâu. Tao không trả. What? Cái gì? Sao lại không trả? Hôm qua hứa nhau nào giờ kia không trả như nào ơ? Ơ kìa, hay nhỉ? Thôi tao đùa ấy, thực ra là bọn tao chưa có tiền trả thôi. Đừng có làm ăn thế. Nhớ ra nhớ phải trả đấy. Ồ, nhưng mà tao quên nói mày là thằng kia nó muốn đấm mày lâu lắm rồi. Thế hôm nay nó mới bảo tao là mời mày vào để giới thiệu cho mày. Đâu thằng nào? Thằng Pro láo đại kia kìa. Láo đại? Láo đại à? Láo đại không à? Quả tên giờ trẻ trâu phết, tên trẻ trâu phết ấy. Chào bớt nhá, nghe nói mày chơi bão mà còn đấm ai nữa, tao muốn đấm mày lâu lắm rồi đấy. Cái đau đấy, đau đau đấy. Thằng này là thằng trẻ trâu ngay bên cạnh nhà tao. Nó có tờ sửa, nó chuyên ăn trộm tiền bố mẹ. Nó hôm nay nó mới trộm được 2 triệu nên nó muốn vào đây làm cháu mày. Trộm 3 triệu luôn, trộm tiền bố mẹ luôn. Ui. Thế bạn của mày luôn à? Bạn cùng... Thằng này còn nói là dưới gầm giường nhà nó của bố mẹ nó không dưới 500 nghìn đâu. Ai cất tiền cho gầm giường bao giờ? Bố à? Bố mẹ nó. Bố mẹ cất tiền cho gầm giường á? Ừ. Ơi kinh nhỉ. Chết rồi, chúng mày trộm tiền bố mẹ đi chơi kéo này hỏng hết rồi. Hỏng hết cả một thế hệ. Tiền tao lấy ở đâu mày không cần biết. Mày có giỏi thì vào đấm nhau với tao luôn đi. Thằng bớt chưa bận. Được nhờ. Mày thích đấm nhau đúng không? Nhưng mày không sợ tao à? Mày biết tao đấm hay như Việt Nam chưa? Mày có sợ không? Mày đúng cái người để châu. Thế thì đấm nhau luôn. Đấm luôn nữa, ok nhá. Thế chúng mày thích chơi kèo như nào? Kèo 2 triệu. Wow. Kèo 2 triệu. Ui ghê đấy. Vẫn tạo phòng thử chiến lại đấm đúng không? Nhưng mà chú mày không. Nhưng mà chú mày đừng có lại cầm súng ra, lại cầm súng ra thì chết tao đấy. Không, bọn tao không cầm súng. Ừ, bọn tao chơi hạt ạ. Được đấy. Ờ thế thì nhớ nhá, nhưng mà có tiền luôn không đấy? Tiền tươi luôn. À tiền tươi luôn à? Được. Thế thì nếu mà thằng nào mà cầm súng nó phạm luật là tính thua luôn nhá. Ok. Ờ thế thì bây giờ tạo phòng đi. Tạo phòng vào chơi luôn. À mà từ tao tao lại chấp bà. Ừ tất nhiên mày chấp bà rồi. Ui giời. Nhưng mà không biết quan được không, thằng láo đại này có khi đấm hay sao. Ủa, thôi rồi, tạo đi, vào đi. Láo đại. Ok các bạn ơi, thì hiện tại là mình đang có mặt tại gọi là sân tử chiến. Khi mà mình đối đầu với ba thằng trẻ trâu. Trong đấy là có một thằng trẻ trâu, gọi là trẻ trâu mới vào nghề các bạn ạ. Đấy, nhưng mà nó biết trộm tiền bố mẹ để mà đi chơi kèo mình rồi. Hôm nay nó bảo nó trộm tận 2 củ cơ. Trộm bố mẹ nó 2 củ để chơi kèo mình cơ. Mà các bạn có thấy gì mới không? Đấy, là hiện tại là mình đã mặc áo hồng nhé các bạn nhá. Nãy là mình mặc áo trắng. Đấy, bây giờ mình đã mặc áo hồng. Tại vì sao? Tại vì là nãy trong thời gian chờ đợi trẻ trâu tạo phòng thì mình đi tắm nên là mình thay áo ấy. Ui vô đây. Vô đây, con lợn này. Vô đây. Vô thằng à thằng trẻ trâu trộm tiền này, trẻ trâu trộm tiền này. Ôi trời ơi, ba đập miệng. Ra vào đây. Con lợn này. Ui nó bay à. Qua đây vào đây. Mày đều ở đây này. Anh ăn ba kêu luôn kìa, bé buồn cười bãi trưởng á. Ờ, này thì hạ kèo 2 củ này mấy anh thanh con này. Mất dạy. Nó buồn cười. Buồn cười đã trở ra. Này thì phải tích trộm tiền bố mẹ đi chơi kèo à. Còn trộm 2 củ ấy chứ tôi ít đâu. 2 củ nửa tháng lương của tôi mày không. Mấy thằng này mất dạy thật. Đây rồi. Còn lợn. Nào mà đuổi đây, mà đuổi về đây. Còn lợn. Vào đây con lợn này. Mấy đau rồi. Sao có 2 thằng nhỉ? Sao có 2 thằng? AFK à? À tưởng AFK. Còn lợn. À. Tao gạt giò mày gì tao. Chạy gạt giò không chạy thôi.
còn lợn. Nó bật phát rồi, chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Bật alo lên, chạy thôi. Đuổi ở đây, đuổi ở đây. Nhảy xuống ấy. Thằng kia đâu rồi? Ui, mẹ đấm thua thằng này. Rồi, hai thanh niên anh em ở cùng căn nhà rủ nhau ra đây. Ui. Trời chống đấm ghê vãi. Căng thẳng nha. Đùa được. À mà mình sợ nó bùng kèo các bạn ạ. Mà chắc không bùng đâu. Cùng lắm nó nợ kèo chứ. Cái gì này thì mẹ còn lợn đấy. Còn nào kia đâu? Còn lợn thì nào mà ra đây? Để đấu độ nó đấy cho nó hoang mang các bạn ạ. Còn lợn. Ây à. Nào vào đây. Còn lợn. Ây à. Mẹ yếu. Ui giời. Còn lợn này. Rồi còn một thằng nữa thôi. Ủa sao thằng này thấy chạy ra ta? Hay áp cao ấy. Chạy châu. Mình thấy hai trận ông chạy ra rồi. Như áp cao thì à, đây rồi. Chân dân chơi đấy. Quay tay cả nhá. Ok. Người quay tay cả nhá. Châu chơi game, chơi kèo bị mẹ ganh này chết dở. Chắc bị bố mẹ ganh các bạn ạ. Đấy, quay tay tí nhá. Có 2 củ rồi. Nó 1 cân 3 chứ chắc đã được mình đây. Còn bây giờ 2 cân. Quên. Nó 3 vs 1 mà còn chưa gọi là chưa dám chắc. Có thể gọi là thắng mình bây giờ. Còn 1 thằng AFK. Rồi còn 2 thằng này, 2 thằng gà thì đấm sao được mình nữa này. Cỏ lợn. Ui. Quả đấy mà đấm 2 thì hay quá. Này gì. Này. Ây à. Này. Ôi trời ơi, trẻ trâu đấm này sao được mình. Mình đấm ghê đấy các bạn. Quả này mất 2 củ các bạn ạ. Kiểu gì cũng mất 2 củ của mình. Không được chuyện sai. Thề với các bạn luôn. Mấy trẻ trâu này được cái gáy to thôi. Mình sẽ mua bom keo. Mình uốn một thằng lại, mình đấm chết một thằng. Còn mình sẽ hiếp dâm thằng còn lại bạn nhá. Bây giờ mình sẽ cuốn một thằng. Thằng nào vào gần mình ý, mình sẽ cuốn nó lại. Mình đấm chết. Còn lại thằng đồng đội nó mình tính sau ấy. Rồi sẽ chạy lên trước này. Đây bây giờ mình sẽ chui vào góc này này, mình xui trong này này. Đấy mình chờ kia chạy vào, mình sẽ đặt, mình sẽ chặn bố quả bóng keo đây. Rồi, mày chết với tao. Mày chết. Từ từ cho quả bóng khói ra đây đã. Ôi mày chết rồi. Mày. Ôi mày chết với tao. Mày chết với tao. Nó đâu rồi. Mày chết nha con lợn này. Đâu rồi? Nó đâu rồi ra? Đâu rồi? Ôi, lại nó, nó lại cứu. Mẹ ơi cứu xuyên tường. Đây rồi, cứu rồi. Này thì cứu rồi. Giờ chờ bắn nổ quả bông keo vì mình sẽ mình lao ra mình đấm đấy. Tao không đấm nữa. Ôi, sao lại một phát chết nhỉ? Vô lý. Mẹ mình mãi chặt bông keo quá. Cay thật. Nào vào đây. Đây. Còn lợn. Lại hiếp dâm mày lần nữa. Mày. Tớ đặt bom keo. Rồi, ra được rồi. Vào đây. Mày chết. Trẻ trâu thua các bạn ạ. Buồn cười quá. Vào đây. À, không vào à, không dám vào rồi, sợ rồi.
chết. Thằng con lợn, thằng con lợn này, này, này chui vào bom keo này, bố láo. Sai. Còn thằng nữa. À, mình hiểu các bạn ạ. Solo giờ là phải chơi như thế ấy. Solo cân 3 là cứ nhốt từng thằng đấm một thì mới đấm được chúng nó. Chứ còn cân 3 luôn không đấm được đâu. Ui, có một thằng ở đâu? À, nó xuống rồi. Còn lợn. Mày đặt bom keo. Mày đặt bom keo đấy á. Hai củ mày em ơi, hai củ. Hai củ. Yes. Mặc áo hồng vào lúc nào là cũng đỏ. Đấy. Mặc áo hồng vào đỏ ngay à. Hôm nay đấm lực quá trưởng em ạ. Tính tiền đi, tính tiền đi. Alo. Tính tiền đi, tính tiền đi. Bây giờ là hai củ nhỉ, hai củ đi. Cho xin hai củ đi. Không, đấy là do thằng kia nó AK thôi. Cái gì? Cái đấy là mày AK. Nào chuyện của chúng mày chứ, chúng mày gạ kèo chúng mày thua. Nếu mà AK sao chúng mày không thoát game luôn đi. Để còn báo là hủy kèo. Nhưng mà chúng mày vẫn cố tình đấm tiếp. Lại còn bọn tao là những quân tử nhất ngôn, không bao giờ chơi out game hiểu không? Thì mày phải báo trước chứ. Rồi bây giờ mày chơi tiếp sao? Bây giờ mày chơi tiếp thì coi như là tính kèo thôi. Nó AK là việc của nó. Nhưng mà kèo gì mới được chứ. Mày vừa nói cái gì mày quên rồi à? Thế mày vừa nói cái gì mày quên rồi à? Có nói gì đâu. Hai củ. Hai củ đâu? Hai củ nào? Chơi game kiểu gì đây? Chơi kèo kiểu gì đây? Chơi cho vui. Chơi cho vui? Thế mà đầu game bảo hai củ. Cái thằng lão đại kia. Hai củ quay. Mẹ quả tên láo đại mà mày láo thật nhỉ. Rõ ràng bảo hai củ bây giờ bảo không mà chơi vui. Ô mất dạy. Tao không biết gì đâu. Tao không biết gì hết cơ. Thì gì ấy. Mày bảo là hai củ phải không? Hai củ thì hai củ khoai. Đúng rồi. Tao không biết gì cả nha. Tiền gì đây? Chúng mày nhớ mắt tao đấy.